Địa ốc Cali cùng Tim Hồ thân chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, hôm nay Tim Hồ hân hạnh với giới thiệu với các bạn một căn nhà mà Tim Hồ đánh giá không chỉ là tiềm năng, thưa các bạn, mà Tim Hồ nghĩ là căn nhà có thể mang lại sinh lợi cho các bạn. Bởi vì căn nhà này đó, thưa các bạn, nó là hai căn nhà độc lập trên một miếng đất, thưa các bạn. Hiện nay hai căn nhà này chỉ có chung một cái số định giá, định thuế thôi, thưa các bạn, số APN. Hai căn nhà này đó thì nó nằm ở một góc đường, thưa các bạn. Một căn là corner lot và căn kia nằm trên đường, thứ hai là đường Jackson. Hai căn nhà thì mỗi căn, căn thứ nhất có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh, căn thứ hai là 3 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh, thưa các bạn. Tổng diện tích theo chia sẻ từ người listing agent là 1850, và cái điều quan trọng là cái lot của căn nhà này á là 11.900 square feet, thưa các bạn. Theo Tim Hồ được biết á, thì cái điểm mạnh của cái căn nhà này đó, thì các bạn, ngoài cái vị trí là hai căn nhà trên một lot, có chỉ cần chúng ta xin CT thêm một cái số APN nữa thôi là chúng ta có thể trở thành hai căn nhà riêng biệt để chúng ta có thể bán hai căn nhà riêng biệt, thưa các bạn. Mà cái quan trọng là cái căn nhà này nó tuy là thuộc thành phố Santa Ana nhưng mà nó thuộc học khu Garden Grove, thưa các bạn, và nó cách trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ chỉ vỏn vẹn có 3,6 dặm thôi, các bạn. Nếu mà các bạn đi cái căn nhà này nó gần ngã tư đường Harbour và đường First, các bạn đi rồi quẹo Harbour và chúng ta đi thẳng đường First, chỉ 3,6 dặm thôi là chúng ta đã đến trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ, thưa các bạn. Rất là gần, nó nằm ranh giới giữa thành phố Santa Ana và thành phố Garden Grove, thưa các bạn, và nó cách công viên My Square Park chỉ vỏn vẹn 2 dặm, thưa các bạn. Rất hấp dẫn, các bạn ha. Giá rao bán của căn nhà này là 1 triệu, thưa các bạn. Nếu các bạn xin được cái số APN rồi á, các bạn bán riêng rẽ từng căn nhà, thì theo Tim Hồ được biết hiện nay khách hàng của Tim tìm những căn nhà với học khu Garden Grove tại thành phố Santa Ana toàn từ 650 tới 700.000 không, thưa các bạn. Giá bán căn nhà này chỉ có 1 triệu đồng. Nếu chúng ta bỏ ra 1 triệu mua và chúng ta sau đó chúng ta bán lại, Tim Hồ nghĩ chúng ta đánh giá sơ bộ chỉ nhắm kỳ vọng chừng 600.000 căn thôi, rất là dễ bán, thưa các bạn. Chúng ta sẽ bán được với giá 1,2 triệu, thưa các bạn. Trừ hết chi phí đi thì chúng ta sẽ dễ dàng xin được một khoản lợi lớn, thưa các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan một vòng chung quanh căn nhà, và sau đó Tim Hồ thân mời các bạn vào bên trong để Tim Hồ show cho các bạn thấy bên trong căn nhà hiện trạng nó như thế nào, các bạn nhé. Vì cho tính chất rất là thời sự của căn nhà, thành ra Tim Hồ nhanh chóng quay nó đưa đến các bạn khi mà chủ nhà họ chưa clean nhà nữa, thưa các bạn. Thành ra hiện nay các bạn đang xem căn nhà này, căn nhà chưa được rao bán trên thị trường, thì các bạn, Tim Hồ hy vọng căn nhà sẽ mang lại sự hấp dẫn, thu hút các bạn và các nhà đầu tư. Các bạn và các nhà đầu tư nếu quan tâm, nhanh chóng liên lạc với Tim Hồ để Tim Hồ liên hệ với bên bán để mà nộp offer mua căn nhà này, đầu tư xin lợi, các bạn nhé. Nào, Tim Hồ thân mời tất cả các bạn. Các bạn thân mến, đây là căn nhà mà Tim Hồ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, thưa các bạn. Căn nhà tọa lạc tại vị trí corner lot, thưa các bạn. Và đây là cái mặt đường thứ nhất, thưa các bạn. Mặt đường này là mặt đường K-Mill, thưa các bạn. Đây là cái vị trí cái nhà hàng xóm đối diện với căn nhà Tim Hồ giới thiệu ngày hôm nay tại đường K-Mill, thưa các bạn. Đây căn nhà mà Tim Hồ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, đây các bạn, và đây là mặt tiền đường thứ hai. Đặt mặt tiền đường này, đường bên hông tên là đường Jackson, thưa các bạn. Đó, và xa xa Tim Hồ thấy, các bạn cũng thấy cái xe hơi đậu đó, đó là cái driveway dẫn vào căn nhà thứ hai số 3324, thưa các bạn, trên đường Jackson này, thưa các bạn.
Đây là căn nhà và nhà hàng xóm bên tay tay phải của căn nhà, thưa các bạn. Theo tìm hồi được biết thì khu vực này cũng có rất đông người Việt Nam chúng ta sinh sống, thưa các bạn. Và căn nhà tọa lạc rất là gần một cái trường học, thưa các bạn. Thưa các bạn, và bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi vào tham quan căn nhà 3324, thưa các bạn. Căn nhà này nằm ở mặt tiền đường bên hông, thưa các bạn. Và Tim Hồ thấy cái driveway đây thật là lớn, thưa các bạn. Có thể đậu được 4 xe. Hiện nay chủ nhà đang đậu 3 xe đó, nhưng mà Tim Hồ thấy vẫn còn rộng rãi một cái chỗ đậu xe nữa cho chúng ta. Và Tim Hồ thấy trước mặt Tim Hồ là một cái cánh cửa, ở đó sẽ dẫn vào khu vực phòng sinh hoạt chung của gia đình, thưa các bạn. Và trên lầu các bạn quan sát thấy đó sẽ là hai cái phòng. Căn nhà này có gồm 3 phòng và một vệ sinh. Trên lầu 2 phòng và dưới trệt là một phòng một vệ sinh, thưa các bạn. Dưới trệt kể thêm cái phòng sinh hoạt gia đình này nữa là 4, thưa các bạn. Và đây là cánh cổng đi vào bên trong căn phòng căn nhà 3324, thưa các bạn. Ở phía trước Tim Hồ thấy vị chủ nhà trồng cây cối cũng rất là nhiều, các bạn ha. Và họ xây hàng rào kiên cố, tạo cái sự riêng tư cho sinh hoạt gia đình trong khu vực sân, thưa các bạn. Và bây giờ Tim Hồ đi vào bên trong cái phần sân của căn nhà 3324 này, thưa các bạn. Và phía trước cũng có rất là nhiều trang trí, nhiều cái tượng và cái hoa văn của cột. Đây là cái cây ổi. Và tại vị trí mặt tiền, Kim Hồ thấy người ta trang trí hai con sư tử đá, thưa các bạn. Đây là vị trí lối vào của con đường bên hông, thưa các bạn. Cũng là vẫn là hai con sư tử đá. Và đây là con đường dẫn chúng ta vào bên trong căn nhà, thưa các bạn. Đây là cổng chính đi vào bên trong căn nhà, thưa các bạn. Một tí nữa Tim Hồ sẽ mời các bạn vào bên trong. Bây giờ Tim Hồ sẽ quay tiếp tục phần sân bên hông của căn nhà 3324, thưa các bạn. Phía sau này họ để một cái patio rất là bừa bộn, thưa các bạn. Ok, những cái này Tim Hồ nghĩ khi chúng ta mua về chúng ta tháo ra hết để tạo ra cái sự thông thoáng cho căn nhà, thưa các bạn. Đây là cánh cửa sổ của phòng khách, phòng living, thưa các bạn. Và trên lầu là cửa sổ cho cái phòng nhỏ thứ nhất, thưa các bạn, là phòng thứ hai. Tí nữa Tim Hồ sẽ soi cho các bạn. Và đây là phần sau cùng của cái phần sân bên hông, của đường bên hông đối với căn nhà 3324, thưa các bạn. Hàng rào Tim Hồ thấy gỗ cũng cũ rồi, các bạn ha. Ok, Tim Hồ thân mời các bạn nhìn lại căn nhà từ vị trí sân của mặt tiền đường bên hông, thưa các bạn. Tim Hồ bây giờ thân mời các bạn vào tham quan căn nhà 3324 trước nha các bạn. Căn bạn nhà này nằm ở phía sau, ở mặt tiền đường bên hông. Bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn vào bên trong tham quan căn nhà 3324 cùng Tim Hồ. Vừa bước vào bên trong căn nhà thì Tim Hồ thấy trước mặt Tim Hồ là một cái phòng khách, thưa các bạn. Ở dưới sàn thì người ta trải thảm. Theo vị chủ nhà cho biết thì căn thảm này đã được cũng mới chứ không phải là cũ, thưa các bạn. Nhưng mà tại vì màu nó cũ. Đây là phòng khách.
Tại vị trí này chúng ta thấy một cái cầu thang lên lầu, dưới trệt là có một cái phòng ngủ và một phòng sinh hoạt gia đình cho các bạn, và trên lầu là hai phòng ngủ. Và căn 3324 này có một nhà vệ sinh. Đây vị trí phòng khách ở góc nhìn ngược lại, tại vì có vị chủ nhà, ông cũng ngoài 80 tuổi rồi, yếu. Vì lý do ông bán căn nhà này tại vì ông muốn resize căn nhà, để ông ngồi ở đây tìm hồ cũng ráng tránh để không quay hình ông lên trên video clip thưa các bạn. Các bạn nhìn lại cũng thấy tương đối đầy đủ về cái phòng khách này rồi ha. Đây là vị trí cầu thang lên lầu. Bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi vào tham quan khu vực nhà bếp. Thì tại khu vực nhà bếp, trước khi vào khu vực nhà bếp thì Tim Hồ mời các bạn tham quan cái nhà vệ sinh của toàn bộ căn nhà với tầng trệt. Ok, đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì Tim Hồ thấy cũng kích thước vừa phải các bạn, không đến nỗi quá chật. Có bát thuốc. Thì căn nhà này được xây dựng năm theo tiết lộ của bên ông chủ nhà, thì nhà này xây dựng từ đầu thập niên 1900, khoảng năm 1918, 1920 gì đó thưa các bạn. Còn căn nhà 3322 được xây dựng sau đó, khoảng năm 1960. Vì tính chất nóng hổi của căn nhà, Tim Hồ quay theo vị chủ nhà thì họ đang dọn vệ sinh sạch sẽ, nhưng mà Tim Hồ nghĩ căn nhà này dành cho các investor, thành ra họ cũng không quan tâm lắm đến cái sự gọn gàng ngăn nắp của căn nhà bên trong thưa các bạn. Và bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn vào bên trong tham quan khu nhà bếp. Thì phía dưới nhà bếp là gạch ceramic thưa các bạn. Nhà bếp và có cả cái bàn ăn trong đây luôn. Có cái cửa sổ, nhưng mà theo Tim Hồ được biết thì cái cửa sổ này cũng chỉ thông qua bên trong căn nhà thôi, tại vì chủ nhà họ cũng xây cơi nới lên rất là nhiều rồi thưa các bạn. Đây, Tim Hồ thân mời các bạn nhìn lại vị trí khu bếp ở góc nhìn ngược lại nha. Rồi tại vị trí khu bếp, Tim Hồ thấy một cánh cửa này dẫn đến khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Theo ông chủ nhà thì gia đình đã ở đây từ rất là lâu, từ khi ông còn nhỏ rồi thưa các bạn. Đây là khu vực ổng để vui chơi giải trí sinh hoạt gia đình. Tim Hồ thấy có một cái bàn bida. Và đây là cánh cửa thông ra phần sân bên hông sau, bên hông bên tây phải căn nhà, nhìn từ trong nhà ra phía mặt đường Camille thưa các bạn. Đây căn nhà rất là bề bộn các bạn ha, nhưng mà Tim Hồ vì nóng lòng muốn cho các bạn xem một căn nhà có thể mang lại cho chúng ta một cái lợi nhuận lớn, thành ra Tim Hồ cũng đã xin phép với chủ nhà được tiếp cận và quay video clip trước khi căn nhà này được lên cả thị trường thưa các bạn. Thì khi mà căn nhà lên thị trường có vẻ thì căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp rồi, chúng ta sẽ thấy hoàn toàn khác. Nhưng mà Tim Hồ không nghĩ rằng căn nhà này nó tồn tại lâu trên thị trường bởi tính hấp dẫn của nó, thành ra nó sẽ được các nhà đầu tư săn lùng và mua nó, thậm chí có thể trước khi căn nhà lên thị trường, lên market thưa các bạn. Đây là một cái hiên ở phía sau mà hồi nãy Tim Hồ, khi mà chúng ta quay ở khu bếp, Tim Hồ cho các bạn thấy cái cửa sổ đó, thì ở đây họ cũng để thành làm cái kho rồi thưa các bạn. Đây Tim Hồ cho các bạn nhìn lại cái khu vực kho này, họ tận dụng tối đa các diện tích để xây dựng thêm, gia tăng diện tích cho căn nhà thưa các bạn. Thì cho tới thời điểm hiện nay, theo tiết lộ của bên listing agent thì tổng diện tích sử dụng chính cho cả hai căn nhà là 1850. Nhưng mà những con số này hoàn toàn chỉ là có tính chất tham khảo thôi. Việc khi chúng ta mua nhà thì người đại diện của chúng ta sẽ kiểm tra tính xác thực của các con số trước khi chúng ta ra quyết định mua sau cùng các bạn nhé. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn lên trên lầu tham quan hai căn phòng
cùng Tim Hồ nha. Các bạn thấy cầu thang cũng rất là bề bộn, tại vì chủ nhà chuẩn bị bán và dọn đi, thành ra họ để đồ rất là bừa bãi, bừa bộn. Đây, vừa lên trên lầu thì Tim Hồ thấy một cái cửa sổ tạo cho hai căn phòng trên lầu này đầy ánh sáng thưa các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi tham quan căn phòng thứ nhất nha. Đây, căn phòng này thì Tim Hồ thấy nó cũng nhỏ thôi các bạn. Cái cạnh này thì Tim Hồ thấy khoảng chừng 8 feet thôi. Còn cái cạnh bên đây thì khoảng chừng 11 feet thưa các bạn. Căn phòng này là một căn phòng nhỏ thôi, người ta đặt một cái giường đơn. Đây, đồ đạc để đầy dưới sàn nhà cả thưa các bạn. Căn phòng này cũng có một cái cửa sổ. Cửa sổ này lấy ánh sáng và lấy gió từ phía mặt tiền đường bên hông thưa các bạn. Để Tim Hồ thân mời các bạn quan sát khu vực nhà hàng xóm từ cái cửa sổ trên lầu ha. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi vào tham quan căn phòng thứ ba, là căn phòng còn lại của căn nhà 3324 thưa các bạn. Căn phòng này Tim Hồ thấy cũng có cửa sổ, hai cửa sổ và cửa đi ra cái ban công phía trước nhà thưa các bạn. Đây là căn phòng thứ ba ở trên lầu. Thì cái trần nhà Tim Hồ thấy cũng cao đó các bạn. Trần nhà cao khoảng chừng 10, 11 feet đó thưa các bạn. Xin lỗi các bạn, đây không phải là cái cửa sổ, không phải là cái cửa đi ra cái ban công thưa các bạn, mà nó chỉ là cái cửa sliding door thôi. Nhưng mà phía đi ra phía trước này là phần mái của căn nhà đó. Thì Tim Hồ nghĩ là chúng ta cũng sẽ không có đi ra đây làm gì đâu thưa các bạn. Phía trước chúng ta là căn nhà 3322 đó thưa các bạn. Ok, bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi vào tham quan căn nhà 3322 ở phía trước mặt tiền nhà đường Khai Miêu nha các bạn. Ok, vừa bước vào cổng chính thì Tim Hồ thấy dưới sàn nhà là gạch ceramic thưa các bạn. Ở phần trong thì phòng sinh hoạt chung, họ lát thảm. Và trần nhà Tim Hồ thấy vẫn còn popcorn thưa các bạn. Phòng sinh hoạt chung này Tim Hồ thấy có cửa đi ra sân sau và cửa sổ gồm hai cửa sổ, hai hệ thống cửa sổ, một cái cửa sổ hai cánh sliding và hai cái cửa sổ hai bên, mang rất là nhiều ánh sáng và khí trời vào trong bên trong căn phòng thưa các bạn. Đây, Tim Hồ thân mời các bạn nhìn phòng khách này ở vị trí ngược lại thưa các bạn. Phòng khách này cũng khá là rộng các bạn ha, tại vì chủ nhà họ chuẩn bị bán nhà và dọn đi, thành ra họ để đồ rất bừa bộn, nhưng mà Tim Hồ thấy cũng rất là rộng đó các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi vào tham quan căn phòng thứ nhất nha. Ok, nhà này thì gồm có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh thưa các bạn. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Những thanh niên họ ở thì họ cũng rất là bừa bộn thưa các bạn. Chủ nhà cũng đề nghị Tim Hồ là để họ dọn sạch sẽ đã rồi hãy quay lên hình, nhưng mà Tim Hồ vì nóng lòng, và thậm chí có những khách hàng nhà đầu tư có thể mua căn nhà này trước khi nó lên thị trường nữa, thành ra Tim Hồ cũng không muốn để mất cơ hội quay căn nhà này đến cho các bạn thưa các bạn. Ở dưới sàn là thảm. Diện tích căn phòng này cũng khá là rộng thưa các bạn. Một cạnh cũng phải 11 feet, cạnh này được 12 feet thưa các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan cái nhà vệ sinh chung và căn phòng còn lại các bạn nhé. Đây, nhà vệ sinh thưa các bạn. Nam thanh nữ tú này ở rất là bừa bộn thưa các bạn. Nam thanh nữ tú này là cháu
của ông chủ nhà. Đây là khu vực nhà tắm. Tim Hồ Thương mời các bạn nhìn lại vị trí nhà vệ sinh ở góc nhìn ngược lại nào. Thì về chất lượng thì Tim Hồ thấy tủ cũng cũ hết rồi, nhưng mà chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn cho một căn nhà. Nếu mà chúng ta bán 600 ngàn gồm có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh với cái giá mà 600 ngàn như vậy thưa các bạn. Và đây là khu vực phòng tắm thưa các bạn, họ cũng lát gạch ceramic từ trần xuống dưới sàn nhà thưa các bạn. Hiện nay vẫn đang sử dụng tốt các bạn ha. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan căn phòng thứ hai ha. Đây vì có một cái chó thành ra Tim Hồ cũng không muốn vào. Nhưng mà Tim Hồ cũng thể hiện để các bạn thấy rõ hết căn phòng thứ hai của 3322 này thưa các bạn. Và bên đây là cái closet. Đây, chú chó Husky đang hay nhìn chúng ta các bạn. Và căn phòng này Tim Hồ đánh giá thì nó cũng khá là rộng đó các bạn. Một cạnh của nó khoảng chừng 11 feet thưa các bạn. Chú chó sợ quá chui vô gầm giường này. Và cũng có hai cái cửa sổ lấy ánh sáng từ bên sân hông và sân sau vào bên trong căn phòng thưa các bạn. Rồi bây giờ từ cửa chính Tim Hồ thân mời các bạn tham quan khu vực nhà bếp nha các bạn. Nhà bếp này thì cái mặt hướng ra mặt tiền đường nhà thưa các bạn. Nhà bếp này Tim Hồ thấy cũng không đến nỗi chật chội lắm thưa các bạn, vừa đủ đó, chung là vừa đủ cho một gia đình hai vợ chồng và hai đứa con thưa các bạn. Đây tại vị trí này Tim Hồ thấy một cánh cửa đi dẫn vào nhà xe một xe thưa các bạn. Nhưng mà vì chủ nhà đã để đồ đầy trong đó thành ra họ cũng yêu cầu Tim Hồ là chưa nên show cái garage này, thành ra Tim Hồ xin phép các bạn để Tim Hồ vẽ lên mặt bằng để các bạn hình dung cho dễ ha. Đây là nhà bếp nhìn từ góc nhìn ngược lại thưa các bạn. Tại vị trí trong nhà bếp này thì người ta cũng để cái bàn ăn luôn thưa các bạn. Đó, trần nhà nước sơn Tim Hồ thấy cũng cũ rồi nhưng mà cũng còn sạch sẽ thưa các bạn. Chắc những thanh nam thanh nữ tú này họ cho ăn ở ngoài nhiều chứ họ không nấu nên ra bếp cũng còn sạch. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan phần sân sau của căn nhà 3322 nha các bạn. Căn nhà này ở phía sau rất là bề bộn. Người ta cũng có nói với Tim Hồ là đang trong quá trình thời gian dọn dẹp để trang hoàng để bán, nhưng mà Tim Hồ cũng vì nóng lòng muốn show cho các bạn thành ra Tim Hồ cũng không có chờ để họ dọn dẹp sạch sẽ đâu. Nhưng mà theo Tim Hồ thì chúng ta đánh giá căn nhà ở tiềm năng của nó. Thật sự mà các bạn nhìn căn nhà thì hiện nay thì đúng là như một đống rác thì đó thưa các bạn. Nhưng mà cái này Tim Hồ nghĩ dọn dẹp thì nhanh thôi. Đây phần sân rất là vuông vắn và họ đã đổ bê tông hết thưa các bạn. Phần hàng rào thì Tim Hồ thấy gỗ cũng cũ rồi thưa các bạn, nhưng mà cũng còn sử dụng được. Nếu chúng ta mua và chúng ta bán liền với giá chấp nhận được của thị trường, ví dụ một căn này bán chừng 650 đến 700 Tim Hồ nghĩ cũng nhanh bán được đó các bạn, chứ không đến nỗi khó bán đâu. Và cái driveway này cũng tôi thấy cũng khá lớn các bạn, cũng có thể cho chúng ta lái xe vào sân trong được thưa các bạn. Và đây là một góc của phần sân sau thưa các bạn. Đồ đạc còn rất là nhiều, họ chưa dọn hết các bạn ha. Thì các bạn thân mến, Tim Hồ vừa giới thiệu với các bạn một căn nhà này không phải là đầy tiềm năng nữa thưa các bạn, một căn nhà này nó có thể mang lại cho chúng ta khoản lợi nhuận rất là lớn thưa các bạn. Các bạn thân mến, Tim Hồ cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip cũng như ủng hộ dự động vụ địa ốc của Tim Hồ trong thời gian vừa qua. Tim Hồ xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Tim Hồ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.